Rồi mình lấy cái dao mình cắt ở đây nha quý vị. Nó kia nè, nó sẽ cao hơn cái đoạn mình bấm móng một đoạn khoảng chừng đông 2 phân. Rồi mình cắt nó ra, mình tách nó ra ngoài, bắt đầu mình sẽ bấm nó lại. Mình sẽ dùng cái kìm nhỏ, mình bóp cái miệng nó cho nó nhỏ là bắt đầu mình tiến hành hàng nó dễ hơn. Các bạn lưu ý nha, phải cho lóc nó chạy 24 trên 54 mình mới bấm được nha. Chứ để thôi ngắt cái lóc rồi cái ga nó xì tùm lum luôn á. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng, cái đoạn cuối cùng nè mà mình cần phải giải quyết để mình có thể bàn giao cho khách hàng sử dụng. Đây. Xong. Mình dùng cái kìm mình bóp nhẹ ở đây cái. Đây. Rồi bắt đầu mình sẽ đưa món hàng vô đây, cái bạc hàng vô đây để mình hàn cho nó kín rồi. Có nghĩa là hôm qua chúng ta đã thực hiện xong cái công đoạn mà sạc ra xử lý từ này kia nọ các kiểu rồi quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ có bấm móng là bắt đầu mình tiến hành mình giao cho khách. Nhưng mà cái công đoạn này, cái công đoạn nó quan trọng cuối cùng nha. Mình đảm bảo làm sao để mà cái lượng ấy mình làm nó không có bị xì. Này các bạn để hàng vậy nè, thấy không? Mình cắt đoạn này ra, sau đó mình cho nó chảy xuống, cho nó kín hết tất cả những cái này để đảm bảo là nó không bị rò rỉ. Như vậy nó sẽ ok hơn. Các bạn thấy anh vậy nó còn rò rỉ ra đó. Nhưng mà mình phải cho nó hết luôn mới được nha. Ok. Tạm thời là nó ngon lành đó quý vị. Rồi, để mà thử lại đây ngon lành hay không á. Có nghĩa là sau khi chúng ta đã hàn rồi thì mình để cho nó nguội. Nguội sau đó mình lấy một cái miếng xà bông á, mình cho vô trong cái chỗ này cái đầu nè, mình bỏ lên coi nó có sủi bọt lên hay không nha quý vị ha. Để mình kiếm miếng xà bông mà bỏ vô, có nghĩa là đảm bảo an toàn 100%. An toàn 100% cái mối hàng này. Đây. Rồi sau đó chúng ta đừng có vội vàng lấy cái kèm này ra liền. Đợi chút xíu sau khi thử xong mình sẽ mở này ra, lấy kèm ra. Rồi mình cho nó ngắt cái lóc để coi áp suất nó như thế nào là mình giao. Rồi ok xong rồi đó quý vị. Sau khi mình đã làm xong mình có lấy cái nước cái xà bông nè. Mình lấy nước rửa chén mình tạo bọt xà bông mình cho nó vô đây mình thử. Ok coi như là cái này của mình là không có bị rò rỉ gì hết trơn, đảm bảo 100%. Rồi bắt đầu chúng ta mới an tâm mà mình tách cái kìm này ra. Mình lấy ra khỏi cộng đồng coi như mình đã đấu hàng tất và có thể bàn giao cho khách hàng sử dụng được rồi. Các bạn làm này cẩn thận nha, mình chỉ lấy tay mình chịu lại bóp bóp cái càng dưới đây nè, bóp nhẹ thôi. Đấy, là có thể nó ra được rồi. Vậy bây giờ nếu mà chúng ta kỹ đưa cái kìm vô đây, mình bẻ qua đây, mình uống lại cho nó sát luôn, nghĩa là nó đẹp luôn á. Coi đây mình kiếm cái kèm. Xem không? Đây. Mình dùng cái chìa khóa này, chìa khóa 13, mình bỏ lòn vô đây nè. Nha quý vị, mình lòn vô đây. Bắt đầu chúng ta sẽ xích vô trong này, đừng để gần đây nó rạn mối hàng, nó sẽ nứt cái mối hàng xì ra. Chúng ta đưa sát vô trong này, thấy không? Thế mình đưa vô, mình bẻ vô, mình làm cái thế vậy nè. Bắt đầu mình bẻ ống nó cho nó ôm sát vô để nó không có cắn. Đây bẻ từ từ thôi. Đó, xích ra xíu thôi, đừng xích ra nhiều. Rồi, ok đó. Tương đối rồi, nếu mà bẻ sát quá nó sẽ cọ cống với cái ống đẩy này, nó dễ bị xì. Chúng ta bẻ chừng hao chút xíu, coi như tủ này đã hoàn tất 100% nha quý vị. Giờ có thể bàn giao cho khách hàng sử dụng được rồi. Bên mình thường làm thì bảo hành nó tương đối là khá là lâu, khoảng chừng đâu 1-2 tháng gì đó, tùy theo các anh em thành thợ lãnh. Thì cái trường hợp để chị biết ra rồi đỉ, và cái công đoạn ngày hôm nay mình muốn thực hiện với đến tất cả quý vị là cái công đoạn mà bấm ống như thế nào để cho nó đừng có rò rỉ, và thứ hai là nó phải có cái độ bền cao. Nó không có xảy ra cái tình trạng rò rỉ ở cái xúc bắp. Là các bạn biết không, từ cái lúc đầu mình làm video á thì cũng có hướng dẫn các bạn như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng cái xúc bắp như thế này, đó cái cây ti nó sạc như thế này nè. Cây ti sạc như thế này, ở trong đầu nó có một xúc bắp. Khi mà chúng ta dùng mà chúng ta không mở nó ra đó, thì đặc biệt một số anh em khi mà làm cái tủ lạnh ga 600 á thì sợ là nó khó, nó bị phật lửa và nó nguy hiểm, nó khó khăn trong cái lúc bấm ống. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta khéo tay á thì không đến nỗi, mọi chuyện không đến nỗi là mình kiểm soát được, mình làm được. Thì bây giờ đây là ga 410 và mình đã bấm móng như thế này nè. Các bạn thấy không? Điều đặc biệt quan trọng á, để mà bấm móng kín và nó dễ làm thì các bạn chọn những cái kìm bấm móng nó sát cái miệng như thế này nè. Đó, có những cái kìm nó bị hở miệng, bấm vô nó không có kín ga, nó không có kín hơi. Không? Còn này mình mua cái kìm tương đối là cũng hay lựa kỹ xíu, nó ngon xíu. Bấm lại mọi thứ ok an toàn và mọi chuyện nó dễ dàng hơn. Coi như mình đã hoàn tất.
Và xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để theo dõi cái video này. Một lần nữa chúng ta xem trở lại những cái việc mình làm. Thì cái này chút xíu sẽ được anh em thợ chuyển hệ mình rửa nè, vệ sinh sạch sẽ trong ngoài, bàn giao lại cho khách. Đó, cái tủ Toshiba này lúc đầu mình có kiểm tra rồi, tất cả những linh kiện về cái phần điện á thì ok tất cả. Ở đây model 165R. Thì ngày hôm nay đã thực hiện xong cái công đoạn bấm móng cho quý vị rồi nha. Các anh em nào mà hay là các quý vị nào có quan tâm xem cái video cách bấm móng tủ lạnh như thế này để các bạn có thể là sử dụng cái tủ được nó bền chắc hơn, nó không có tình trạng, tại vì khi mà bấm móng mà cái kiểu mà xài cái đầu xúc bắp á thì bắt đầu á là nó dễ gây ra cái hiện tượng là bị rò rỉ ga, bởi vì cái đầu xúc bắp nó có một cái ron cao su, khi mà sử dụng lâu ngày á và cái hơi cái ga trong đó khi mà bị cái máy nén nó nén lên, nó tạo áp suất nóng và rất là cao, nó lâu ngày nó làm cho cái ron nó bị teo, mà một khi ron nó teo rồi cái lượng ga sẽ không còn được giữ kín ở trong cái hệ thống tủ nữa, đâm ra nó bị rò rỉ từ từ mỗi ngày một ít, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn ga nữa ha. Thì quý vị mình chia sẻ cái cách cũng như cái kinh nghiệm mình làm thế thôi. Thì mong sao cái video này sẽ là cái kiến thức hữu ích dành cho tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị đã xem. Hẹn gặp lại trong cái chương trình, cái video tiếp theo. Video này có thể là sẽ là cái tủ lạnh Toshiba tiếp theo và nó bị nghẹt rồi. Anh em thợ thì xử lý nói chung là chưa có được. Thì mình bắt đầu mình sẽ nhận luôn cái vai trò này, tại làm xong công việc cũng bớt rồi. Nhận luôn cái vai trò xử lý nghẹt với lại coi tất cả tổng quát cho cái tủ này coi nó ok thế nào. Rồi mình xử lý nó chắc mất tầm nửa ngày để xử lý và cho nó xong luôn công việc. Rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.